Nếu như mà FDA và CDC chấp nhận cho thuốc ngừa của hãng Pfizer cho trẻ em từ 5 cho tới 11 tuổi, có khoảng chừng 28 million trẻ em trên Hoa Kỳ sẽ được chích thuốc ngừa của COVID-19. But the won't be easy. So, Và thật sự ra, nói mà đưa ra thuốc ngừa này cho tất cả thì cũng không phải dễ dàng. So this morning, the White House now its plan. Buổi sáng ngày hôm nay, trò Bạch Ốc đưa ra cho chúng ta biết cái cách họ định làm như thế nào. <laughs> Và đây là họ làm để bảo vệ ở trên Hoa Kỳ những trẻ em using trusted sites like schools and community centers. Và họ dùng những cái chỗ giống như trường học và những cái chỗ community center. Many families will have easy access to the free vaccine. Có nhiều cha mẹ, phụ huynh sẽ dễ dàng sẽ đưa con mình đi chích thuốc ngừa. A smaller dose than the one taken by adults and given most Và thuốc ngừa này chích một phần nhỏ của thuốc ngừa của người lớn vô trong trẻ em. The White House says it'll pre-package easy to distribute vials. Trò bạch ốc nói cho biết là họ sẽ làm mỗi cái hộp đựng nhỏ nhỏ để cho tiện lợi cho giải chích thuốc ngừa cho trẻ em. So supply can easily meet sudden demand. Làm như vậy sẽ đưa ra cho những cái chỗ mà cần thiết dễ hơn. Well, children certainly less than 18 account for about 20% of the population. So... Và những trẻ em dưới 18 tuổi đó là khoảng chừng 25% số người ở trên Hoa Kỳ. Và rất là quan trọng, mấy đứa nhỏ phải cần chích thuốc ngừa. Chích như vậy đó là chích trong một tháng, chích cách nhau là ba tuần tổng cộng là hai lần. Có khoảng chừng 25.000 những cái chỗ văn phòng mạch của bác sĩ và hơn 100 những cái nhà thương và có khoảng chừng hai chục ngàn trở lên những cái chỗ phòng mạch và tất cả đều sửa soạn sẵn sàng để mà chích thúc ngừa cho trẻ em và cộng thêm những cái chỗ cộng đồng lớn, cộng đồng nhỏ ở trên Hoa Kỳ. Tàu Bạch Ốc cũng cần sự giúp đỡ của những bác sĩ y tá của địa phương. Một số người để mà chuyên môn chích thuốc ngừa. Trong lúc này là cái lúc đang cần thiết chích thuốc ngừa cho trẻ em. Giống như mọi người cũng biết khi mà COVID-19 đi tới Hoa Kỳ lần đầu tiên, đó là tới trẻ em. Lúc đó là chỉ có 3% số người trẻ em bị nhiễm COVID-19 thôi, tới ngày hôm nay là đã trở thành 27% số người trẻ em bị nhiễm COVID-19. Giống như hiện tại bây giờ trong một tuần chúng ta có khoảng chừng 200.000 người trẻ em trở lên bị nhiễm COVID-19. Trong lúc này, nhiều tiểu bang ở trên Hoa Kỳ bắt đầu chờ lạnh và cũng đang lo ngại sắp tới sẽ bị nhiễm COVID-19 nhiều thêm nữa. Tại vì nhiều người sẽ tụ tập lại ở bên trong ăn tiệc tùng cho nên có thể dễ bị lây nhiễm kế tiếp. Trong lúc này, buộc phải chích thúc ngừa thì cũng đang đụng độ với nhiều người biểu tình về chuyện này. Đây là một trong những cái hãng xưởng lớn ở trên Hoa Kỳ. Hiện tại, Southwest họ đang đưa ra họ nói với tỷ như ai không có chịu chích thúc ngừa những người làm của họ thì có lẽ là sẽ bị ở nhà không có được lĩnh tiền và sắp tới đây là ngày hết hạn đó là tháng 12. hai và trong lúc này cũng có nhiều người trẻ đang đợi chích thúc ngừa nhưng mà cũng có nhiều người đang không có chịu chích thúc ngừa có một số người cha mẹ phụ huynh họ nói là họ không có đưa con mình đi chích thuốc ngừa và hiện tại vào buổi sáng ngày hôm nay thì cái chuyện thúc đẩy mà để chích thuốc ngừa để bảo vệ và cũng có một số người họ không có muốn chích thuốc ngừa là họ cũng muốn bảo vệ cho con của họ thúc đẩy phụ huynh của những trẻ em đi chích thuốc ngừa. Tòa Bạch Ốc chỉ dẫn ra có miêu dành người trẻ em từ 12 cho tới 17 tuổi đã chích thuốc ngừa xong hết rồi và được an toàn những đứa nhỏ đó gấp 10 lần sẽ không có dễ bị nhiễm COVID-19 và vô trong nhà thương.